tiếp theo. Vấn đề mình làm từ thiện hay giúp đỡ người đang gặp khó khăn, có phải mình can thiệp vào quy luật nhân quả hay can thiệp vào sự vận hành hoàn hảo của Pháp không? Thưa quý vị đó, tất cả các cái hành động của chúng ta, tất cả các hành động của chúng ta mà có chủ ý nó đều tạo ra nghiệp. Cho nên cái việc mà quý vị làm từ thiện thì nó cũng tạo ra nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp thiện, nó khác với các cái nghiệp bất thiện. Thì nghiệp thiện nên làm chứ quý vị, việc nghiệp thiện là nên làm. Còn cái việc mà chúng ta can thiệp vào quy luật nhân quả, xin thưa với quý vị, nhân quả là do ai định đặt ra? Nhân quả là do chúng ta tạo làm ra. Chính chúng ta là người tạo ra nghiệp, và chính chúng ta là người thừa hưởng nghiệp. Cây chúng ta trồng, quả chúng ta hái. Không ai trồng cây cho mình hết trơn, và cũng không có ai hái quả cho mình hết trơn. Mình làm thiện, mình hưởng phước. Người khác làm thiện, người khác hưởng phước. Người khác làm ác, người khác hưởng phước. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Cho nên cái quy luật nhân quả đó chính là chúng ta và chúng sanh liên tục gieo các nhân khác nhau, và chính do các nhân khác nhau nó cho ra quả khác nhau. Hồi sáng này sư thấy cái con sóc ở trên cái cây si ở chùa. Sư thấy nó có một mình, thì sư thấy nó có vẻ nó cô đơn, có lẽ là nó cũng cần có bạn bè. Thì sư mới nghĩ là để nhờ cái anh Phật tử đó, ảnh đi ra ngoài, ảnh thỉnh, ảnh đi ảnh kiếm mấy cái chỗ mà họ bán con sóc á, thì mình mua về mình phóng sanh, thì mình phóng lên trên cái cây đó để cho nó cũng có chỗ làm bạn làm bè. Thì khi mà suy nghĩ như thế, sáng hôm nay tham dự cái khóa thiền, thì có một cô, cổ đem cái con sóc, cổ bắt sóc ở đâu đó, cổ đem vô để mà cổ bán cho chùa ai đó để phóng sanh đó. Thì sư đang tham dự, sư đang đứng ra sư tổ chức khóa thiền, cho nên là sư không có tiện, sư đi vào rồi sư cầm tiền rồi sư mua con sóc. Thì sư mới nói với bà thân sư là bây giờ có bao nhiêu ứng ra đi, rồi mua con sóc đó thả lên cái cây đó. Thì nói chung là cái chuyện nó có nhiều vấn đề liên quan lắm, nhưng mà bà thân mới nói bây giờ thứ nhất á, là mình họ bán mắc, bán rẻ, có nghĩa là con sóc ở ngoài 50.000 mà họ bán lên hết giá 200.000. cái thứ nhất, cái thứ hai là họ đang làm ác đó. Còn cái nữa đó, rồi mình thả con sóc lên trên cây vậy đó, rồi tới hồi nó xuống là mấy con chó nó giật chết. Thì tại vì trước đó là có thả sóc ở trển mà chó nó giật hết mớ rồi, nó cắn chết hết mớ rồi, chỉ còn có một con sống ở trển thôi. Thì sư mới nói như thế này: thứ nhất á, là làm thiện làm phước đừng có tính toán, họ bán 50 hay bán 100 200 gì cái đó là chuyện của họ. Mình làm phước mình đừng có tính toán. Cái thứ hai đó, mình có bao nhiêu đó mình cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu đó. Phải nói là nếu như mà bữa sư nói chơi, nếu mà đổi pháp danh chắc lấy sư bức hối. Có nghĩa là mình ráng sao mình đừng có hối hận. Cái tâm mình đã xuất hiện cái tâm làm thiện rồi đó, mình đừng có để cho mình thay đổi cái tâm của mình. Hễ cái tâm làm thiện, anh ráng làm thiện, đừng có để nó thay đổi. Và khi anh làm thiện đừng có hối hận. Đấy. Rồi sư mới nói đó, thì còn cái chuyện mà họ làm ác á, là nghiệp của họ. Cái việc mà mình làm thiện á là nghiệp của mình. Mà cái chuyện mà mình thả ra mà nó sống hay nó chết á, là nghiệp của nó. Có nghĩa là ai theo nghiệp đó, họ ác là nghiệp của họ, mình thiện là nghiệp của mình. Còn mình thả cái con đó ra, mình thả lên cây, mình cho nó ăn nó uống mà nó không chịu ở trên đó, nó chạy làm sao đó để cho con chó giật chết, thì đó là nghiệp của nó. Đấy, ai theo nghiệp đó. Mà sẵn đây sư nói luôn, quý vị có thể cản người ta làm ác chứ đừng bao giờ cản người ta làm thiện. Tại vì khi mà mình cản người ta làm thiện là mình đang tạo nghiệp đấy, nghiệp bất thiện. Cho nên nhiều lúc sư thấy quý vị, giả như mà sư thấy quý vị phóng sanh, sư phóng sanh con sóc thì có nghĩa là nó không có chuyện mà nó chui ngược lại vô trong lưới cái người mắc bẫy. Nhưng mà phóng sanh chim á, nó chui ngược vô lưới người mắc bẫy. Nhưng mà ngay cả như thế, sư thấy người ta mua chim, người ta phóng sanh để mà chim nó bay ngược vô lại cái lưới cái thợ mắt, sư cũng không có cản. Bảo đảm sư cũng không có cản. Ai hỏi sư, sư cũng không có cản. Tại sao vậy? Tại vì khi mình cản là mình đang cản người ta làm thiện. Quý vị không biết cái nghiệp mà cản người ta làm thiện, cái nghiệp nó nặng lắm. Giả như mà đời sau kiếp khác á, mà quý vị đang bị cái nghiệp gì đó ngặt nghèo á, quý vị đang giơ tay quý vị chờ người ta cứu quý vị á, mà chính cái nghiệp của quý vị cản người ta làm thiện, người ta không cứu. Cái lúc mình cần á, người ta không có cho. Cái lúc mình cần người ta không có cứu mình. Tại vì cái nghiệp hồi xưa mình cản người ta làm thiện, thành ra cái thiện, cái phước mình không có. Cái hồi mình cần không ai cho mình hết trơn, mình cần không ai cứu mình hết trơn. Cái nghiệp nó nặng lắm, đừng có cản. Đó. Mà nếu như có, mình chỉ phân tích cho người ta thôi. Phân tích anh làm thiện như thế nào là nó hướng thượng, anh làm thiện như thế nào nó hướng hạ, nói vậy đó. Còn chọn như thế nào là chuyện của người ta. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, đừng có kéo dài, đừng, không có nên kéo dài cái thời gian làm phước đó. Lẽ ra mà tôi nói, lẽ ra mà hồi sáng á, mà nhanh á làm ít nhất cứu được con hai con rồi. Nhưng mà chậm á, nói tới nói lui tới hồi mà đi ra ngoài đó gặp bả thì cái bà bán sóc bả đi rồi. Thì sư rất là bình thường. Tại vì á, nghiệp thì nó có nghiệp của nó, mình có lòng mình cứu nó, nhưng mà do cái nghiệp của nó cho nên nó không được cứu. Thì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, và cái chuyện đó không phải là mình can thiệp. Nhớ nha, mình làm thiện thì mình cứ làm, chứ nó không phải là mình can thiệp vào quy luật nhân quả. Nhân quả là do mình làm, mình gieo nhân mình gặt quả, người khác gieo nhân người khác gặt quả, bất cứ ai đó. Nhân quả là tự chúng ta là chủ nhân của nghiệp, chúng ta là người thừa tự của nghiệp. Đấy, cho nên không có chuyện chúng ta can thiệp. Tuy nhiên cái thời Pháp trước mà sư nói đó là gì? Cái kiểu chúng ta can thiệp á, là chúng ta phải can thiệp bằng trí tuệ, chứ không phải chúng ta can thiệp một cách mù quáng. Đấy. Và chúng ta can thiệp là dựa trên Phật Pháp, chứ không phải là chúng ta can thiệp mà dựa trên bùa chú, hay là dựa trên những cái thế lực mà phi nhân đó. Tại vì những cái thế lực đó nó giống như là cái nợ mình khất nợ gì đó. Nó khác ha, nó khác với cái chuyện chúng ta làm từ thiện. Hai cái vấn đề nó khác nhau. Một cái là chúng ta tìm cách này cách kia để chúng ta kéo cái nghiệp của mình lại, để chúng ta tránh, chúng ta né, chúng ta không có trả những cái nghiệp bất thiện. Nó khác. Còn một cái đó là chúng ta làm từ thiện, là chúng ta đang gieo những cái mấy cái nhân lành. Nó khác. Hai chuyện nó khác nhau. Không có nên mà lầm giữa hai cái chuyện này ha.